Chào mừng quý vị, quý anh chị đã quay trở lại và đang theo dõi kênh của Salon ô tô Luxury Car Hải Dương, có địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Quý vị đã gọi cho bên Salon theo số 0828066166 và số 0978607555. Tại đây Salon chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những dòng xe đã qua sử dụng đều có bảo hành cam kết xe không tai nạn, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Và quay vào chủ đề chính ngày hôm nay, bên Salon chúng em lại vừa về thêm một mẫu sản phẩm mới nữa. Đây là chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2015, phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc tại thị trường Hàn Quốc. Chiếc xe này sử dụng động cơ 1.6 số tự động. Xe này ngoại thất màu trắng và nội thất bên trong màu đen, mới sử dụng được khoảng tầm 10 vạn km, 100.000 cây số, 10 vạn km. Và chiếc xe này đang được chào bán tại Salon Luxury Car Hải Dương với mức giá là 475 triệu. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 60% giá trị xe. Chiếc xe nhập khẩu đời 2015 thì option có những cái gì? Có đèn bi xenon. Rồi bộ mâm hợp kim đúc 17 inch. Phay xoắn. Nó cũng là một trong những chiếc xe thuộc phân khúc hạng C, 5 chỗ ngồi, là đàn anh của Hyundai Accent. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2021. Chiếc xe này tiêu hao nhiên liệu trên 100 km đường hỗn hợp khoảng tầm 7 lít đến 7 lít rưỡi. Hai chìa khóa theo xe còn nguyên, khởi động bằng chìa khóa, vô lăng cũng tích hợp một vài cái nút điều chỉnh chức năng. Đây số tự động đấy. Xe được trang bị hệ thống âm thanh giải trí là đầu CD. Nếu quý vị anh chị nào thích trải nghiệm mẫu xe nhập khẩu thì có thể quan tâm đến chiếc xe này, giá cả cũng rất là hợp lý, 475 triệu. Hàng ghế thứ hai cũng được thiết kế bố trí một cửa gió điều hòa. Hyundai Elantra 1.6 GLS số tự động. Ghế lái về ghế phụ đều chỉnh cơ, gương chỉnh điện, cục điện. Dưới nắp capo là động cơ 1.6. Chân máy, mặt máy, tất cả động cơ, hộp số là nguyên zin hết. Sau khi kết thúc cái video này, quý vị, quý chị có nhu cầu muốn mua chiếc xe hoặc đang cần quan tâm thông tin chiếc xe này thì vui lòng liên hệ hoặc kết nối vào Zalo, Facebook với hai số 0828066166 và số 0978607555. Chiếc xe này là Hyundai Elantra sản xuất 2015, phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 1.6 số tự động, xe màu trắng, nội thất đen. Hiện tại đang có giá chào bán tại Salon Luxury Car Hải Dương, địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương là 475 triệu, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 60% giá trị xe. Quý vị thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh, ấn vào ô màu đỏ và đừng quên nhấn vào quả chuông bên cạnh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những clip lần sau.